Xuân Dũng ơi, sáng mai cô đi xuống cô đi xuống nhà cha Tường chữa bệnh ấy, thì cô cần mang những thứ gì Dũng ơi? Dạ cô ơi, cô để xa xa điện thoại cô ra một tí đi. Dạ để xa xa ra rồi, để rồi về có nói chơi về cô đã nghe rõ không? Nghe rõ lắm. Nghe rõ, dạ nghe rõ thì cô để xa xa về, đừng có để gần quá. Dạ cô ơi, cho con biết là cô tên gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi và đang ở đâu ạ? Cô tên là Nguyễn Thị Lợi, cô Dạ 66 tuổi, cô đang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. dạ thế là cô muốn về cha Tường chữa trị là cô hay là ai à cô? Cô để xa xa tí xíu. Cô bản thân cô Ồ thế à? nè, cô đang trị xạ ở Chợ Giấy này, xong nó đau quá, cô bị ca giáp này, bây giờ nó di căn vào họng này, nó di căn lên mũi, khó thở lắm. Dạ. Thế thì cô chữa, trước là cô khám ở Thủ Đức, ở trung tâm ung bướu này, xong họ mới kêu là mổ, mổ mà mổ là mổ giáp đây này, thế nhưng mà mổ xong là câm liền, câm và điếc luôn, thế đặt ống thở, và thế là cô mới nói là bây giờ cái họng mới là cái mũi thì sao chị, mà chị cái này thế thế là người ta vùng vằng với cô, thế là cô lấy hồ sơ cô về, thế là cô không chữa trị ở đâu, thì cái hôm tai nó điếc rồi á thì cô mới gặp một người giới thiệu bệnh viện Chợ Giấy, thì cô mới vào Chợ Giấy, thì cô mới yêu cầu là chị xạ, thì bác sĩ Chợ Giấy chị xạ, nhưng mà chị xạ cho cô là 35 tia mà Dạ. cô chị được 26 tia rồi cháu. Dạ. Trời ơi là Dũng nè, nó cháy hết rồi đây nè, Dạ. nó Bây giờ cháy hết trơn rồi đây này, có này mà. Xong bắt đầu cô mới đến 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 buổi sáng hôm với họ kêu chị nữa, thế là cô say sẩm quá mà miệng nó ra đầy nước thế này này, cô thở bằng họng cũng không thở được, thở bằng mũi cũng không thở được, thế là cô không đi nữa, thế là cô mới gọi điện cho Dũng đấy. dạ Thì đến cô tính là sáng mai cô thuê xe xuống, con cô nó đưa cô xuống với em gái cô đưa cô xuống, thì giấy tờ của cô bây giờ này, hiện tại còn đang cái giấy trị xạ này của bệnh viện Chợ Giấy dạ và cái giấy ra viện của trung tâm ung bướu, nó xác nhận là cô là ca giáp, còn cái giấy mà sinh thiết đấy thì là bệnh viện ung bướu không, họ không có trả, thì cô có photo được hai bản thì Chợ Giấy họ giữ luôn rồi. Thì bây giờ cô cũng có xin lại, nhưng mà hiện tại là cô có cái giấy ra viện của trung tâm ung bướu và cái giấy và cái đơn thuốc của Chợ Giấy cô đang trị, với lại cái giấy trị xạ, thì có cần phải giấy tờ gì nữa không? Dạ về là đủ rồi cô ạ. Rồi cảm ơn cháu. Dạ về đủ rồi. Dũng ơi giúp cô mấy, trời ơi khổ quá Dũng ơi. Cô thì nói thật với Dũng, cô cũng không ham sống. Cô nói thật với Dũng là cả gia đình nhà cô ăn chay trường đến ngày 12 tháng 5 năm 2025 là tròn 30 năm. Wow. Mà cô cũng không hiểu sao là cô mắc cái bệnh này Dũng. Dạ cũng đôi khi bị nguồn nước đó cô ạ. Thế Có thể là cho nguồn nên nước. là bây giờ thì nói thật với Dũng, cô tâm sự với cháu là cô không ham sống, cô nói với trời Phật như thế này này, con bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng không giúp ích gì được cho ai. Cô nói như vậy, cô không giúp ích được gì cho ai, nhưng mà bây giờ bệnh như thế này không chữa trị thì nó khó thở quá, thà rằng nó ngáp một cái nó đi luôn đi, chứ còn thì làm khổ mình khổ người thì con cũng không muốn. Cô cũng cầu nguyện với Thượng Đế là như vậy đấy Dũng, Dạ. nhưng mà giờ nó chịu không nổi, thì là cô sáng mai là cô đi, cô muốn hỏi Dũng là bây giờ sáng Cô mai để cô xa đi xa tí cô. đường Cô để điện thoại hả? xa xa tí đi. Dạ. Dạ, cô để cố định là một điểm nào đó đấy, cô để cố định một điểm nào đó đừng cầm trên tay. Cô có cái gì che che đằng sau, lấy cái ly nào để đằng sau để cô dừng lên cho nó khỏi phải rung rung. Dạ. Có lấy cái ghế. Dạ cô lấy cái gì đó cô để để cho nó cố định cái kẽ nó rung quá. Dạ cô biết không, tại vì con cũng đang ghi hình lại để con làm cái câu chuyện cho cha và các thầy biết luôn đấy, cũng như là trước khi cô Trời xuống chữa trị ơi thì như thế nào. Dũng ơi, cô cũng lần trước ấy, lần
Cô ngồi đây được không Dũng? Dạ cô ngồi chỗ nào cũng được hết trơn, nhưng mà cô để cái điện thoại cho nó cố định là được rồi. Rồi. Đấy. Dạ. À. Dạ rồi. Dạ. Nhưng mà nó hơi bị mất cái phần trên đầu cô rồi, cho nên cô để điện thoại xa đằng tí nữa cũng được không? Được không? Để đằng tí cho nó xa xa. Đó, 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 rồi ok rồi. Dạ. Tốt nha. Dạ rồi, bà cô chia sẻ tiếp đi, cho lúc nãy con nghe cô nói rằng là cô ăn chay trường là 30 năm. Cả gia đình cô ăn chay. Cả gia đình luôn. Wow. Ừ. Và cô theo đạo 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 Phật hay là đạo gì mà cô ăn chay? Cô thì nó thế này. Dạ. Phải nói như thế này rồi. Trước kia là cái năm 88 ấy là cô đã bị ca giáp rồi. Thì khi ca giáp đấy mổ thì cô mới đi tìm hiểu, cô mới đọc một cái cuốn sách của Huỳnh Văn Kiên, Nguồn Thiên Nhiên Sống Đạo. Thì khi cô đọc cái cuốn sách của Huỳnh Văn Kiên nó thì cô mới thấy là cô ở là ở ngoài Bắc mà trước kia thì Dũng có biết làm sao không biết ăn chay. Dạ. Không biết ăn chay là gì cái thả, thì đến khi mà cô mới mổ cái đó thì người ta thông báo là giáo sư tiến sĩ Kiến mổ thì thông báo cho cô là cô sẽ chết. Mà con cô lúc đó đứa đầu mới có 6 tuổi, đứa út mới có 3 tuổi thôi. Thế nó còn quá nhỏ thì khi mà mổ ở bên trái thì họ mới thông báo như thế. Họ mới thông báo như thế thì khi thông báo như thế thì cô mới nói thật với Dũng là trước kia thì cô cứ đi chùa, cô lại Phật Quan Âm rồi là cô đi tụng kinh ấy. Dạ. Yeah. Thế thì sau đó thì khi cô đọc cái cuốn sách đó của Thiên Nhiên Sống Đạo thì bắt đầu là cô mới ăn chay. Dạ. Ăn chay, cô ăn chay là 1 năm 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10. Nhưng đến khi cô đọc được cái cuốn sách của một người ở nước ngoài về cho cô đọc cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Hành Trình Về Phương Đông, cô gối đầu 6 tháng cô không trả người ta. Và sau này cô cứ đi lần hồi cô tìm cái cuốn sách thì cô mới nghĩ như thế này này, cô mới nghĩ như thế này này. Thôi thì bây giờ mình có bệnh thì vái tứ phương. Thì bây giờ mình tốt nhất là mình cô đọc nhiều sách lắm, nhiều sách về tâm linh lắm. Thì khi cô đọc như thế thì cô mới quyết định cô ăn chay. Dạ. Khi cô ăn chay thì chúng biết làm sao không? Thì cô mới nói với chồng cô như thế này. Chồng cô làm thì cô mới nói là anh ơi, bây giờ em ăn chay mà em nấu mặn cho anh thì tội nghiệp em quá. Thì thôi thì anh làm tiền anh giữ, anh muốn ăn đồ mặn ở ngoài có gì có cái đó. Chứ còn em lại bắt chay. Thì khi cô ăn chay thì cứ càng ngày sức khỏe nó càng lên đúng không ạ? À, cô uống lá đu đủ. Thì đến năm, tức là cái khoảng thời gian mà cô ăn 1 tháng, đến 3 tháng thì là từ năm 88 cho đến năm 91. 91 nó gì cắt ở đây bỏ một lần nữa nhưng mà cô... mà bỏ xong người ta trả nó thuốc men gì thì nó cũng thì cô cứ tự nhiên là thấy như thế thôi. Thì đến năm 95 có người ta cho cô xem cái cuốn sách là cái cuốn sách của dòng Samat là Quán Xét Nội Tâm và Thiền Định. Cô đọc cái cuốn sách đấy là cô phát ra ba chai liền. Yeah. Và cô nấu chay cho các con ăn luôn. Thì cô ăn chay trước 1 tháng là các con ăn sau con cô. Thì đến khi ông xã cô á, đi làm cầu đường á, ông mới bị tê tê gần chết. Thì cô mới về cô nấu cháo đậu xanh cho ông ăn. Ông ăn mặn thì ông ra ngoài ông ăn. Thì cái hôm đó có cơm với rau lang luộc chấm nước tương thôi. Cái hồi đó chay khó khăn lắm. Yeah. Thì ông ăn ông khỏe. Thế là ông mới ăn được cô biết cô 5 năm. Yeah. Đến lúc mà về ngoài Bắc một cái là gia đình kéo thuật ra luôn. Chứ còn hiện tại bây giờ ông chết rồi còn nhà cô. Dòng tộc nhà cô và gia đình nhà cô khoảng nhà cô là thêm hai đứa em nữa, ba đứa em ăn chay nữa và cháu chồng ấy, thì cả gia đình nhà đó là 12 người ăn chay trường mấy chục năm nay rồi. Dạ. Đó thì cô cũng nói thật với Dũng là đấy cái tình cảnh của cô đến khi cô mắc cái bệnh này ấy, cô không hiểu Dũng ơi. Cô thật sự cô thắc mắc lắm. Yeah. Cô đã nằm ở đây và cô đã sám hối với mình là cô nghĩ là cô cũng hiểu được là bệnh là do nghiệp. Cô đã sám hối với trời Phật, với cha trời mẹ đất. Tại vì có thân là có nghiệp chắc. Ngày xưa con cũng không hiểu nên sân si con cũng nhiều lắm. Yeah. Nhưng bây giờ con biết rồi thì con thành thật sám hối. Nhưng con không làm lại được.
những cái chuyện quá khứ con không làm lại được, nhưng từ bây giờ rồi đi thì con xin hứa với cha trời mẹ đất, con sẽ làm tất cả những gì có thể được. Con chỉ nói như vậy thôi chứ con không biết làm gì. Thế thì bây giờ thì ở nhà của cô cũng không có đi đâu, cô niệm Phật là có, niệm Phật là có, còn chủ yếu là tất cả nhà ăn chay được. Dạ. Chứ cũng không có đi, cũng không có đi đâu, hoặc là đi đâu là không có. Dạ. Thế đó là có. Vậy thì cô mà được ăn chay trường được là tốt rồi. Tại vì trong phác đồ điều trị của cha Tường á, là yêu cầu bệnh nhân là phải ăn chay. Đó. Dạ, mà cô là ăn chay trường 30 năm qua rồi thì đó một cái điều mà nó rất là thuận lợi cho cô. À, thì cô xuống cha Tường thì như con nói đó, với những cái video trước thì cô sẽ được chữa trị hoàn toàn là miễn phí, không mất tiền. Dạ. Dạ. Thì không biết là đợt vừa rồi cô điều trị ở chỗ bệnh viện xạ trị thì hết nhiều tiền không? 26 tia đó hết nhiều tiền không? Cô thì nói thật với Dũng là 26 tia đó thì là cái ông bác sĩ trưởng khoa của trung tâm ung bướu thì ông hướng dẫn là làm cái, tại vì cô có bảo hiểm y tế đấy. Dạ. Thì là cô mới có đóng có bao nhiêu? Cô mới có đóng có 7 triệu à? Dạ. Cô mới đóng có 7 triệu thôi. Dạ. Thế nhưng mà chứ còn thì cô mới lại chứ còn chưa có chưa đóng cái gì cả. Dạ. À, vậy là còn 8 tia nữa phải không cô? Đúng rồi, còn 8 tia nữa, nhưng mà hôm đấy hả, sáng vậy này cháu ơi này, nó đã rộp một lần rồi, xong bây giờ nó lên lớp ra nó rộp tiếp rồi cô. Cái cổ này nó cứng quá Dũng. Dạ. Nó cứng này là không ngoái được. Mà xong bắt đầu nằm ngủ không ngủ được, cái tại vì mũi bây giờ không thở được. Như cô thở bằng miệng. Không thở được rồi, họng nữa này. Họng không có thở được, thở bằng họng. Mà khi mà họ cho cái thuốc, khi mà xả đấy, họ cho cái thuốc gì xịt nó vào đây á, thì lúc ngủ ra thì không biết sao cái họng mình nó khô, rồi cái lưỡi mình nó khô như bánh đà. Nó đau lắm Dũng ơi. Yeah. Đau lắm. Dạ. Yeah. Thế thì cô đã sẵn sàng tâm lý và chuẩn bị tinh thần để xuống cha Tường chữa trị chưa ạ? Sáng mai cô đi, 4 giờ sáng mai cô đi. Dạ. À, 4 giờ sáng mai cô đi thì chắc khoảng 7 giờ mấy 8 giờ mới tới nơi. Dạ. Sáng mai á cô là... đi thì con gái cô đưa cô đi, còn người nuôi cô là em gái cô cũng ăn chay trường. Là nuôi cô. Dạ. Nuôi cô. Dạ. À thế à? Nhà cô được mấy người con? Cô là những người ăn chay trường. Dạ, nhà cô được mấy người con? Cảm ơn cháu, nhà cô là được được 3 người con. Dạ. Một người con trai, người có vợ rồi. Dạ. Nói chung là cũng không có được ngoan hiền gì lắm, nên là nó cũng không có phụ dưỡng. Còn cô con gái lớn thì 42, hai cô con gái không lập gia đình. Wow. Một cô 42 tuổi, một cô 38 tuổi. Yeah. Không lập gia đình, ăn chay trường, ba mẹ con hiện đang ở với nhau. Sao hình như có duyên phần gì không mà sao lại không lập gia đình với cô? Thì cô cũng thật với Dũng là cô thì cô nói với con cô như thế này. Mẹ thì mẹ không có mẹ thì mẹ không có cản các con, mà mẹ không có xúi các con. Nhưng mà mẹ nghĩ là nếu các con mà tài hơn Đức Chúa Giêsu hoặc giỏi hơn Đức Phật Thích Ca, đó là các con chọn đó. Nếu như các con chọn thì mẹ cũng không buông vào và không xé ra. Nhưng mà nếu mà ở đứng được ở như vậy á, mà ăn chay trường rồi tu hành thì chắc có lẽ là nó cuộc đời nó đỡ mang cái nghiệp. Dạ. Cô có nói với con cô thì hai cô con cái thì nói thật với cháu là cũng có nhiều người tới lui lắm, nhưng mà cho tới giờ này là không. Chưa đủ duyên. Cô không biết là sau này có mắc nợ nhau không, là không biết. Dạ. Nhưng hiện tại bây giờ là không. Dạ. Một cô là sinh năm 82, một cô là sinh năm 85. Dạ. Đó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ câu chuyện về gia đình. Bây giờ con quay trở lại cái câu chuyện để về cha Tường chữa trị đó. Thì con cũng nói cho cô biết
cũng như là để cho các bệnh nhân khác được hiểu là tra tường chữa bệnh là hoàn toàn miễn phí, không lấy À, tiền không của biết. bệnh nhân. Còn hiện tại bây giờ có một số người đang giả mạo tra tường, và nói rằng là bán thuốc là vậy, là đó là những người giả mạo, làm xấu đến cái uy tín, danh dự của cha. Là khi mà cô xuống tra tường chữa bệnh á, thì cái điều kiện của cô là chắc chắn ung thư và có giấy tờ ra viện như vậy là được rồi, không cần phải giấy sinh thiết đâu. Cái thứ hai nữa là cần phải có một người đi theo để nuôi bệnh, là cô cũng đã có người theo rồi. Có Cái thứ ba nữa thì cô về đó thì cô phải kiếm thuê nhà trọ để mà ở, vì hàng ngày là cô phải đi thăm khám ở chỗ cha, từ thứ hai đến thứ sáu đó. Khám và nhận thuốc hoàn toàn miễn phí luôn. Cô ơi, cô đã có nồi áp suất chưa? Khô mang cái nồi áp suất sân thao đi. Dạ rồi, với thêm một cái bình siêu tốc, rồi cô mang theo cái bếp ga hoặc là bếp từ gì đó, và theo một hai cái xoong nồi nữa, để vì trong cái quá trình mà nấu cháo nano ra thì cha còn có cho bệnh nhân ăn thêm rau củ quả, ví dụ như là cô khi mà kiểm tra mà thấy rằng là cô có tình trạng thiếu máu chẳng hạn thì cha sẽ cho ăn thêm củ dền, hoặc là cô có vấn đề về về cái đường tiêu hóa hoặc là bị khớp chẳng hạn thì cha có thể là cho ăn thêm là đậu bắp, đó, nên cô mang theo để mà luộc các cô. Rồi cô mang theo cái giỏng mà cô đang ngồi đó, cô mang theo đi, gấp lại bỏ xe mang theo, khi mà về đó thì mình cũng có giỏng mình nằm đung đưa cho nó khỏe người nha. Cái giỏng di lời đó cô đang con thấy cô đang ngồi đó, cô xếp lại và cô mang theo về dưới đó, cô nằm cho nó khỏe đó. Ủa, Dũng thì cô hỏi này, ở nhà trọ dưới bây giờ có chỗ Cái đó thì cháu cũng biết cô, cái đó thì mình về đây mình hỏi những cái bệnh nhân đó, mình hỏi những cái người mà hôm đó xong rồi hỏi xem thử là ở chỗ họ đang ở còn phòng trống hay không, là cô hỏi, chứ cái vấn đề phòng thì cháu không có rõ lắm. Cháu cũng đang ước gì có ai hỗ trợ cho cháu một chút xíu để cháu về cháu xây vài cái phòng trọ cho bà con ở miễn phí nè. Nếu Cô mà thì cô không có dám nói điều gì, nhưng mà cô nghĩ mà cô qua được cái giai đoạn này thì đó cũng là một cái mà cho cô một cái cơ hội, cho cô một cơ hội, nhưng mà cô không có dám nói điều gì. Rồi. Ủa mà Dũng, thế thì từ cái chỗ trò đấy mà tới chỗ cha tường là bao lâu? Con đâu biết đâu, tùy theo cái chỗ mà cô đang mướn. Những cái nhà trọ mà gần cha trong vòng khoảng độ bán kính 1 km 2 km thì trước đây á, mấy hôm trước con xuống là nghe nói là đã kín rồi. Còn những cái chỗ khác á, thì con không biết. Có chỗ thì xa hơn, có chỗ thì con rõ lắm đó cô ạ. Thế thì bây giờ xuống hỏi thuê mướn nữa thì hỏi ai? Thì con nói cô là ngày mai cô xuống dưới đó, rồi cô hỏi những cái bệnh nhân mà đang tới khám á, hỏi thăm xem thử là cái chỗ họ đang ở đó là ở bao nhiêu tiền và còn phòng trống hay không. Cô hỏi thăm những cái bệnh nhân đang tới đó thì hầu hết bệnh nhân tới đó là ở trọ hết trơn à. Cô thì tiền bạc thì nói chung là cô không có đặt được vấn đề là quá quá quan trọng, mà có nghĩa là việc của cô nó thuận lợi, miễn là ngày ngày mai làm sao mà cô sẽ bước vào một chỗ phòng trọ để cô ở ổn đó. Thì cô gắng cô xuống để cô hỏi hỏi thăm. Có gì cô mai mai cô xuống thì mai cô xuống đi rồi cô liên hệ với con. Ngày mai con cũng có mặt ở dưới chỗ cha đó. Trời ơi, Dũng ơi, giúp cô vậy, giúp cô cái buổi nhà trọ vậy. Mai con hỏi cho. Con để con hỏi một số bệnh nhân mà đang vừa rồi con có ấy đó thì con hỏi cho ha. Lát nữa Mà Dũng ơi, bây giờ cô hỏi nếu mà trường hợp xấu nhất đấy, mà khi cô xuống đấy mà xa một chút xíu đấy, thì mà phải cần đến, có cần đến đến đến, đến xe để mà chạy ra chỗ cha khám không? có chứ. Cô xuống đó mà không có là cô phải đi xe ôm, mà xe ôm thì con nghĩ nó cũng sẽ mất tiền cho cô, tốn thêm chi phí. Nếu mình có xe đạp điện hoặc là mình có xe máy được thì mình gửi gửi theo mang xuống không. Thế thì chứ xuống dưới đấy mua xe đạp điện được không? À xuống dưới thì mua được, xuống dưới đó có mà. À thế à? Chứ mang đi mà nó lỉnh kỉnh Trời. quá. Thế thì cô chăm sự nhà Dũng giúp cô với. Chứ mai là 4 giờ sáng là cô khởi hành ở Thủ Đức. Hôm trước cô nghe Dũng nói Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh à? Dũng ở quận mấy?
Dạ con ở Thủ Đức luôn. Ở chỗ nào? Ở Tăng Nhân Phú á cô, ở gần Đình Phong Phú á. Cô ở chỗ nào? Cô ở chỗ cá sấu Hoa Cà, chả lúc nào ghé cô đi. À cá sấu Hoa Cà hả? Ừ. Dạ. Giờ hiện tại con đang ở dưới miền Tây rồi. À, ở trên đó thì con ở trên đó. Con đang ở Ủa, thế hả? dạ con trai con đang ở trên đó nó học đại học trở nó còn con thì đang ở dưới miền Tây rồi. Tại vì chương trình làm việc con là chủ yếu là hỗ trợ cho bà con ở dưới miền Tây là chủ yếu đó. Dạ. Con đang ở dưới chỗ nhà của vợ bên vợ. Thế dạ hả? Dạ. Tưởng là ở thành phố thì lúc nào ghé cô cho biết. Dạ dạ rồi thì con sẽ ghé cô sau. Con lên Hoài mà. Dạ. Con lên ngoài để con sẽ ghé thăm cô sau. Quan trọng bây giờ thì cô phải xác định là 3 tháng tiếp theo là cô phải điều trị ở dưới Cha Tường rồi, cho nên là con sẽ gặp cô thường xuyên dưới đây mà. Đó. Dạ. Không, nhưng mà mai cái vụ mà hỏi là trò đó cô trong sự giờ đúng không? Dạ 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 lát nữa con hỏi luôn cho con hỏi một số bệnh nhân mà con có số điện thoại con hỏi xem một số bệnh nhân họ đang ở xem thử là có ở chỗ phòng trò đó có trống phòng nào không để con báo. Dạ. Tại vì con cho cô hay thế này là ngày mai nghe nói là có một số ca đã ra viện á. Ngày mai có làm lễ ra viện cho một số ca vì ngày mai con xuống có chứng kiến họ là từ từ bệnh nhân bị u ác bây giờ trở thành u lành. Đó là một cái thành công rồi. Dạ. Trước cái này của cô là u ác rồi. Dạ. Họ nó không bỏ. Dạ. Cái này là u ác rồi nên họ nó không bỏ chứ nếu mà u lành là họ đã xử lý rồi. Dạ. Dạ, yeah. Đó. Cho nên là cô nói thật với Dũng chứ cô trông lắm. Yeah. Cô trông chú Cha Tường lắm. Yeah. Cô trước em cô nó cứ kêu xả hết thôi 35 tia mà trời khiếp trời ơi Dũng nè. Nó cháy nè, mai bạn xuống bạn xem nè. Nó cháy mà nó ra lớp da non rồi nó tiếp tục dọp lên bây giờ nó đấy. Dạ. Yeah. Cô mới nói với các bạn con cô đó cô mới nói này chứ các bạn ơi chữa bệnh thì nó phải khỏe hệ thống miễn dịch nữa mà bây giờ mà chữa như thế này mà yếu để ăn không ăn được Dũng ơi. Dạ. Yeah. Cháo mà cô phải xay ra cô mới ăn được. Dạ. Yeah. Tại vì nó rát đó mà Dũng ơi hôm nay ngửi ở trong cái mũi này này tại vì xạ nó đốt đó. Cô đã ăn chay trường mấy chục năm mà giờ cô cứ ngửi ở trong này nó giống như cái mùi thịt mà cái thịt mà nó nướng chín nó xém xém mà nó chưa chín hẳn nó trời. Yeah. Khó chịu lắm trời. Yeah. cô lấy dầu cô xa vô tây vô cho nó hít vào để cho nó đỡ mùi lấy dầu á. Cô có dầu xanh không? Cô có dầu xanh của Mỹ không? Ngày mai con cho cô một chai tặng cô một chai dầu gì dầu xanh bên Mỹ gửi về đó. Cái dầu xanh á? Không, cô cảm ơn Dũng, dạ cô có. À có hả? Dạ. Bạn thấy tặng cho người khác cô. Dạ. cô có. Dạ à, dạ. Cái đó dành phần cho người khác cô có, cô sẽ mang đi. Dạ dạ, thì cô cứ khó chịu như vậy thì cô hít nó vào. Sang tí vào nơi đây cho nó đỡ cái mùi tanh nó đi. Dạ. Trời ơi Dũng ơi, mấy chục năm á. Dạ. Không phải nói hay mấy chục năm á, không ăn nó trời ơi, ngửi thấy mùi thịt nướng thì cái gì sợ lắm. Dạ. Mà bây giờ nó cứ ở trong này là Dũng cô muốn chết luôn. Dạ. Dạ. Thôi cố gắng lên cô nha. Con mong cô chân cứng đá mềm, có nhiều nghị lực để vượt qua cái căn bệnh này. Cô hãy lấy cái tấm gương của anh Phạm Văn Dũng, một người vừa rồi mà cách đây 4 năm về trước anh đã từng bị ung thư và đã di căn rồi đó, di căn hẹp rồi. Thế nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn lành tính và rất là khỏe mạnh. Đó, cô hãy lấy hôm đấy Dũng ơi, cô xem cái video của bạn với lực của anh Dũng đấy. Cô gọi cái điện thoại cho anh đấy. Dạ. Cô hỏi để mà sau này cô mua cái máy nước kiềm ấy. Dạ. Dạ. Ừ. Cô muốn mua thì con hướng dẫn cho mua. Anh mới tính là đi mua cái lá uống cái cách mà anh chỉ cho người ta đấy. Nhưng dạ. Mà thôi thì may quá là bỏ bệnh viện xuống nên là mới tạm ngưng. Dạ, dạ. Để cô bây giờ cô đang về Cha Tường chữa trị thì trong vòng 3 tháng này thì nước kiềm ở dưới cha rất là chất lượng và cha sẽ phát cho bệnh nhân hoàn toàn miễn phí cái nước kiềm đó. Cho nên là tạm thời là cô không chưa cần sẽ sử dụng đến cái máy lọc nước ion kiềm. Sau khi cô về về viện ấy về nhà đi
cô khỏe đi rồi cô sẽ sử dụng nó để uống duy trì hàng ngày. Uống nè, nấu cháo này, nấu cơm gì, nấu canh gì cũng sử dụng nó hết. Con ở nhà con Ủa cũng thế đang sử dụng như nhưng vậy. mà thế thì mình có phải mang cái bình từ đây đến trước không? À không, chứ đó cha có bình đựng sẵn mà mình tới nhận thôi cô ạ. Cha phát thôi, rồi mình hàng ngày mình đem đi mình đi đổi nha. Hết thì Cô đổi. thì nói thật với chúng cô lang thang lắm, cô gán là không 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 muốn được nhà trọ ngay là lang thang, thì cô với bạn với con gái cô với em gái cô là nếu mà bí quá ấy, thì mình mua cái xe đạp điện. Dạ. Ở xa xa tí là mình đi lại. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, Để thì mình đi lại cho nó tiện chứ là dạ. từ Ờ được mà rồi nếu cái. như mà Dũng ấy, nhưng mà có xe ôm không? Dạ có chứ cô có. Rồi có gì bây giờ cứ tạm thời cô cháu mình trò chuyện như vậy đi để con nắm bắt trước được cái sức khỏe của cô hiện tại như thế nào. Tóm lại như cô vậy là cha nhìn rồi đó. Cô đang ăn uống được, đang đi lại được, hoàn toàn tỉnh táo, có người chăm bệnh, rồi giấy tờ thì hợp lệ, như vậy là được rồi. Còn cái khoản nhà trọ con sẽ giúp cô, thì con sẽ hỏi giúp cho hỏi thăm cho cô ha. Dạ Rồi, dạ cảm dạ ơn. dạ 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 rồi dạ rồi một lần nữa chúc cô lạc quan yêu đời và đầy nghị lực, đầy nghị lực để vượt qua căn bệnh này nhá. Con chào cô nhá. Xin cháu nhận lời thành thật biết ơn của cô. Dạ Cảm cảm ơn ơn cô. cháu. Dạ con chào cô, tạm biệt, bye bye. Dạ.